Xin chào tất cả các bạn đã quay lại kênh Anh Minh Audio. Cuối tập trước, ngay khi phát hiện có cường giả dị ma tộc tiến đến nơi đây, cổ tôn nhân liền bảo Hắc Nô rời đi ngay. Mà Hắc Nô cũng biết, với thực lực của bản thân ở lại cũng chẳng giúp được gì, ngược lại còn làm vướng víu tay chân cổ tôn nhân, nên trực tiếp rời đi luôn. Nhìn theo bóng lưng Hắc Nô dần biến mất khỏi hạt nham sơn mạch, cổ tôn nhân mới thở phào một hơi, hắn ngưng mắt nhìn về đội ngũ dị ma tộc lao nhanh tới kia. Sau một lát, thì đám dị ma tộc này cũng đi đến bầu trời phía trên thiên cổ thành tên đầu lĩnh cầm trong tay một thanh ma kiếm đen kịt cả người toát ra ngập trời ma khí vừa nhìn thấy tên này làm cổ tôn nhân không khỏi hít vào một hơi lãnh khí vì hắn nhận ra tên này chính là phệ thiên ma chủ từ trong lôi đình chi hải chạy ra ngay lập tức cổ tôn nhân liền đem tin tức này lặng yên truyền ra ngoài cho tầng trần sau đó vẫn tiếp tục ẩn nấp theo dõi xem tên ma chủ này đến đây là vì chuyện gì chỉ thấy tên ma chủ này đột nhiên chắp hai tay lại miệng thì lẩm bẩm nói gì đó trên thân không ngừng tản mắt ra từng đạo ma lực dường như cùng với bầu trời nơi đây tạo thành một liên hệ nào đó không lâu sau liền có một cổ vô hình khí tức kinh khủng bao phủ xuống ở trên bầu trời thiên cổ thành một tòa thành trì chậm rãi hiện lên nhìn tòa thành trì đen thui thâm thúy mang theo ngập trời uy áp đang từ từ hạ xuống cổ tôn nhân không nhịn được mà nhỏ giọng nói đây chính là cổ nam đô sao không phải cổ nam đô năm năm mới mở ra một lần sao hiện tại mới qua có bốn năm làm sao vệ thiên ma chủ lại có thể triệu hoán đi ra được vậy chẳng lẽ nói cổ nam đô này chính là di tích mà dị ma tộc đã thiết lập trong khi cổ tôn nhân còn đang nghi hoặc về chuyện này thì tòa thành trì màu đen kia đã rơi xuống một vùng bình nguyên bên ngoài thiên cổ thành. Lúc này, mọi người mới có điều kiện nhìn rõ, đây là một tòa thành trì cổ xưa, tản mắt ra cuồn cuộn khí tức, phản phất như trải qua vô số năm tuế nguyệt thanh tẩy, lưu lại một cổ tang thương khí tức. Mà ở chính giữa tòa thành trì này còn có một cái lôi đài to lớn, chẳng biết lôi đài này làm từ chất liệu gì, mà phía trên lưu lại rất nhiều dấu vết loang lỗ, giống như là trải qua vô hạn sát lục vậy. Nhìn lôi đài này, vệ thiên ma chủ cười khẽ một tiếng, tự nhiên là hắn có thể nhìn ra, cổ nam đô thiết trí như vậy là để cho thiên tài nhân tộc tiến hành tranh giành chọn lựa ra thiên tài chân chính tất cả các ngươi cùng bản ma chủ đi qua xem một chút lớn tiếng nói ra lời này vệ thiên ma chủ liền dẫn đầu đám người bước vào cổ nam đô mà đám dị ma tộc cao thủ khác cũng là ào ào theo sau thế nhưng ngay khi vệ thiên ma chủ vừa mới tiến nhập cổ nam đô thì đột nhiên lại xảy ra chuyện bất ngờ chỉ thấy từng đạo hào quang ngút trời bỗng chốc dâng lên trong thiên địa từng căn ma trụ oanh nhiễu đem cả tòa cổ nam đô bọc lại tạo thành một cổ tuyệt xác lực rất nhiều dị ma tộc cao thủ vừa mới tiến vào bên trong cổ nam đô lập tức đã bị thông thiên ma khí ở bốn phía bao vây đáng sợ uy áp bao phủ xuống lại hóa thành một mảnh cổ trận đem vệ thiên ma chủ cùng hết thể dị ma tộc cao thủ bao vây vào giữa vệ thiên ma chủ thấy thế còn mắt đột nhiên nheo lại ngẩng đầu nhìn về một mảnh hư không phía trên cổ nam đô lạnh giọng nói ma linh không nghĩ ra ngươi lại mai phục ở chỗ này đúng là bản ma chủ đã xem nhẹ ngươi nghe vệ thiên ma chủ nói vậy đám dị ma tộc đi theo cũng vội vàng ngẩng đầu nhìn về mảnh hư không kia thì thấy từng đoàn ma khí dũng động hư không đột nhiên vỡ ra. Từ bên trong đó, Ma Linh mặc hắc bào chậm rãi đi ra, mà ở bên cạnh hắn là Thượng Quan Hi Nhi, người mặc phượng bào. Mang theo ánh mắt lạnh lùng, ngạo nghễ nhìn Phệ Thiên Ma chủ bên dưới, thanh âm cao cao tại thượng của Ma Linh liền vang lên nói: "Phệ Thiên Ma chủ, ngươi nghĩ không ra bản tọa sẽ ở chỗ này chứ? Hôm nay nơi đây sẽ là chỗ tán thân của ngươi." Chỉ bằng hai người các ngươi cũng xứng làm đối thủ của bản ma chủ sao? Cầm trong tay thôn Phệ Ma kiếm, Phệ Thiên Ma chủ suy cười một tiếng nói ra, cả người dũng động ma quang, không có chút nào khẩn trương cả điều làm hắn nghi hoặc lúc này là tại sao ma linh lại sớm phục kích ở đây hơn nữa lại còn có thể thao túng được cổ nam đô chẳng lẽ nói đối phương đã trưởng khống hỗn độn ma sao rồi sao ý nghĩ này vừa ra vệ thiên ma chủ liền phủ nhận ngay bởi vì ngay cả ma chủ cấp cao thủ đều không thể nào tế luyện được hỗn độn ma sao thì làm sao một cái bán thánh nhỏ nhoi như ma linh lại có thể làm được chứ về phía ma linh thấy vệ thiên ma chủ có chút suy tư hắn liền suy cười một tiếng nói ai nói với ngươi chỉ có hai chúng ta tất cả đi ra hết đi giọng nói vừa rơi xuống trong hư không từng bóng người dần hiện lên trên thân tảng mắt ra khí tức đáng sợ tu vi thấp nhất cũng là cực hạn đỉnh phong võ đế trong đó còn có một vài người khí tức mơ hồ tiếp cận thượng quan hi nhi và ma linh mà những người này đều là cao thủ trong dị ma tộc ở nơi xa trong thế cảnh này làm cổ tôn nhân không khỏi hít vào một hơi khí lạnh hắn ký sinh trong thân thể phong thiếu vũ dài như vậy coi như là đối với toàn bộ thế lực trong vũ vực đều hiểu rõ nhưng làm sao cũng không nghĩ tới phiêu miễu cung lại có nhiều đỉnh cấp cao thủ như vậy trong khi cổ tôn nhân còn chưa hết khiếp sợ thì lúc này ở nơi xa đám người ma linh cũng bắt đầu động thủ chỉ thấy đám người này liên thủ đem ma lực đánh vào bên trong cổ trận, đối với Vệ Thiên Ma chủ phát động tuyệt sát. Bên trong đại trận, lực lượng trong cơ thể Vệ Thiên Ma chủ bị áp chế xuống, không những thế, bản thân hắn cũng bị một cổ khí số trấn áp. Xung quanh đại trận, ma khí đều hóa thành ma đạo phù văn, lúc này, Vệ Thiên Ma chủ mới phát hiện ra, bản thân đang bị kẹt bên trong vô tận hỗn độn ma khí. Hỗn độn ma khí này liên tục biến hóa, ở phía bắc, hỗn độn ma khí hóa thành tử vong gió xoáy thổi qua, từng đạo hắc sắc gió xoáy như là ma binh công kích đánh lên thân thể Vệ Thiên Ma chủ làm hắn cũng mơ hồ cảm giác được đau đớn không những thế ở dưới ma phong này thổi tới vệ thiên ma chủ còn có cảm giác linh hồn đang phải chịu vô tận dây vò cùng lúc đó ở phía nam vô số ma diễm nổi lên hóa thành từng đóa hắc sắc ma diễm lao tới đốt cháy thân thể vệ thiên ma chủ ở phía tây là hắc sắc ma nước mang theo những làn sóng ngập trời cuồn cuộn cuốn tới mà ở phía đông thì xuất hiện vô số hắc ám ma tinh hóa thành từng khỏa vẫn thạch ẩn chứa thiên đạo uy thế lao tới chỉ trong nháy mắt vệ thiên ma chủ đã gặp phải hơn ngàn loại kiếp nạn mặc dù hắn có thể ngăn cản được những kiếp nạn này thế nhưng bộ hạ của hắn lại không thể ngăn được trong khoảnh khắc có rất nhiều người ngã xuống từng cái hóa thành tinh thần ma khí dung nhập vào trong ma trận đem uy lực của ma trận này lần nữa tăng lên vệ thiên ma chủ thấy thế thì vội vàng thôi động thôn vệ ma kiếm đem ma khí của đám thuộc hạ chết đi thôn vệ không cho đại trận có cơ hội thu nhận sau đó thì gầm lên quát lớn tất cả mọi người nghe theo mệnh lệnh của ta ngưng tụ tại một chỗ lấy bản ma chủ làm trung tâm theo ta đánh ra nói dứt lời vệ thiên ma chủ liền thôi động ma lực đem đám thuộc hạ bảo vệ đồng thời đem lực lượng của tất cả mọi người câu thông tại một chỗ sau đó vệ thiên ma chủ mạnh mẽ chém ra một kiếm dưới một kiếm này ước chừng trăm đạo kiếp số đều bị xé nứt từng đạo ma nước bị đoạn khai ma diễm bị trảm diệt ma phong thì bị trảm nổ tất cả ào ào bị trấn vỡ chứng kiến một màn này làm ma linh cũng là kinh hãi không thôi hắn cũng là bán thánh cao thủ khoảng cách chạm đến ma chủ cũng chỉ còn một bước ngắn mà thôi nhưng bây giờ khi thấy uy thế của vệ thiên ma chủ cũng không khỏi bí sắc thế mới biết chân chính luận thực lực hắn cùng vệ thiên ma chủ còn có chênh lệch không nhỏ hít sâu một hơi lấy lại tinh thần ma linh hừ lạnh nói nếu không phải đám bộ hạ kia đem lực lượng dung nhập cho vệ thiên ma chủ thì lấy tu vi còn chưa khôi phục của vệ thiên ma chủ căn bản không thể nào chống đỡ được đại khôn thiên ma trận này chỉ cần đại trận nhập thể vệ thiên ma chủ chắc chắn phải chết dứt lời trong tay ma linh liền xuất hiện mấy căn ma cờ theo những ma cờ này huy động làm cho uy thế của đại trận càng thêm mãnh liệt đồng thời ánh mắt ma linh cũng sáng lên nhìn về đám thuộc hạ bên cạnh thấy ma linh nhìn tới mấy người này liền hiểu ý ngay ào ào lấy ra hát sắc viên cầu sau đó đồng loạt bóp vỡ tức khắc trên thân những người này hiện ra một cổ lực lượng đặc biệt nếu như từng trần có mặt ở đây thì có thể nhận ra những người này ngay bởi vì đó chính là đám người tư đồ thắng và vi thanh sơn năm đó cùng hắn tham gia cổ nam đô đại bỉ thế nhưng lúc này trên người bọn họ lại dũng động ma khí ánh mắt hung lệ hoàn toàn đã hóa thành một tên ma đầu lúc này ở trên đỉnh đầu từng người có một cổ lực lượng vô hình tràn ra cùng với cổ nam đô kết hợp với nhau ngay sau đó trên bầu trời cổ nam đô một bóng người màu đen hiện ra đây đúng là ý chí cổ nam đô mà Linh thấy vậy thì liền lấy ra một tấm lệnh bài, sau đó giơ cao lên, rồi lớn giọng nói, ý chí cổ Nam Đô nghe hiệu lệnh của ta, đem cổ Nam Đô tinh không lực dung nhập vào trong đại trận. Tuân lệnh chủ nhân. Ngay khi bóng đen kia vừa nói dứt lời, thì từng cổ tinh không lực liền hạ xuống, dung nhập vào bên trong đại khôn thiên ma trận, lập tức đem lực lượng của đại trận thoáng cái tăng lên gấp 10 lần, đại trận chi quan cũng theo đó mà bộc phát mãnh liệt, làm cho toàn bộ Bắc Thiên vực phản phất đều rung động, vô tận ma lực tịch quyển ra xung quanh, đem hạt nhang sơn mạch ở gần đó trấn cho sụp xuống, ngay cả hư không cũng bị đánh xuyên tu vi cao như cổ tôn nhân dưới cổ ma khí tịch quyển ra này cũng thiếu chút nữa thì bị đánh bay ra ngoài mà cổ ba động này cũng không có dừng lại ở đó lấy tốc độ vạn dặm trên dây dọc theo cổ nam đô điên cuồng tịch quyển ra xung quanh quay trở lại với ma lệ và xích viêm ma quân bên trong hát tử đầm lầy hai người vẫn đang trần truồng triền miên với nhau cùng một chỗ thì đúng lúc này một cổ lực lượng vô hình lướt qua đem hai người đánh thức lại cảm nhận được cổ ma lực cường đại lướt qua hai người không hẹn mà cùng xuất hiện trên bầu trời hát tử đầm lầy hoảng sợ nhìn về chân trời phía xa sau đó quay sang liếc nhau một cái trong ánh mắt hiện rõ vẻ thẹn thùng rồi thân hình thoát một cái biến mất tại chỗ luôn cũng tại một vị trí khác cách cổ nam đô mấy vạn dặm cảm thụ được cổ lực lượng ba động quét qua tân trần và mặt uyên bạch liền dừng lại thân hình ánh mắt ngưng trọng nhìn về chân trời phía xa ngưng giọng nói là từ cổ nam đô phát ra chẳng lẽ là hỗn độn ma xào hàng lâm lời nói vừa dứt cả hai đề thăng tốc độ đến cực hạn cấp tốc hướng phía cổ nam đô lao đi đến đây cũng hết nội dung của tập này rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong tập tiếp theo